Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Tử Vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi thân tất bật ngược xuôi, nghiêm cẩn giữ mình. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi thân âm lịch, người tuổi thân phải đương đầu với cục diện hợi thân tương hại khiến vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui có thể nói đây là một tháng khá tất bật với bạn làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều bước sang tháng đinh hợi người tuổi thân phải đương đầu với cục diện hợi thân tương hại khiến vận khí thăng trầm tinh thần bất ổn lo nhiều hơn vui có thể nói đây là một tháng khá tất bật với bạn làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều hung thần đe dọa còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu cạnh tranh không lành mạnh lục đục nội bộ khá gay gắt chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Cho nên lời khuyên cho con giáp này là bản mệnh nghiêm cần giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống tai bay và gió xảy ra. Chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không nên tham gia, hãy rạch ròi giữa công việc và tình cảm, đừng để bản thân mình bị lôi kéo vào những màn thị phi đó. Bù lại, tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng khá sáng. Chính tài là các thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Điều này có lợi nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh. Tình hình buôn bán ngày càng thuận lợi, đạt lợi nhuận cao, có thể vượt định mức. Có điều, chi phí phát sinh cũng nhiều, cần chi tiêu khoa học để tích lũy khoản dự phòng, dùng cho các tình huống cấp bách. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ đào hoa vượng nhân duyên khác giới ngày càng rộng mở các bạn độc thân chủ động tham gia các hoạt động tập thể tiệc tùng cơ hội gặp đối tượng ưng ý rất nhiều tuy nhiên mọi chuyện nên diễn ra theo đúng tuần tự bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc tình hình sức khỏe trong tháng của bản mệnh không có gì đáng lo ngại chú ý lái xe cẩn thận tránh tai nạn xe cộ là được ngoài ra thời tiết mùa thu dễ gây ra các bệnh đường hô hấp chú ý dưỡng sinh cho phổi Tử vi tuổi thân tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch dưới tác động của cục diện tương hại. Người tuổi thân có nguy cơ đối mặt với một tháng làm việc tất bật, liên tục đương đầu với nhiều khó khăn, áp lực. Thời điểm vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui. Khối lượng công việc tăng lên khá rõ, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc chứ không còn được thành thơi như thời gian trước có thể nói đây là một tháng khá vất vả với bạn làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều đặc biệt hung thần này đe dọa còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu cạnh tranh không lành mạnh lục đục nội bộ khá gay gắt các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt xấu tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều, thậm chí không khéo còn có thể vướng tai bay vạ gió bởi những chuyện không hề liên quan đến mình. Chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Nếu không sớm khắc phục điều tiếng tới tai cấp trên thì bạn có lẽ không tránh khỏi bị trách mắng. Cho nên lời khuyên cho con giáp này là bản mệnh nghiêm cần giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống tai bay và gió xảy ra. Chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không nên tham gia, hãy rạch ròi giữa công việc và tình cảm, đừng để bản thân mình bị lôi kéo vào những màn thị phi đó. Trong tháng còn có sự xuất hiện của sao thiên vu, đây là các tinh song không tác động quá rõ lên vận trình công việc của con giáp này. Cho nên bên cạnh những cạnh tranh đấu đá kia, thì công việc của bạn vẫn tiến triển đều đều, có cảm giác chững lại, chưa có sự đột phá, đôi khi khiến bạn cảm thấy nhàm chán, không muốn hoặc ngại phấn đấu. Theo phi tinh tháng, sao lục bạch chủ chức vụ và tài lộc bay về cung chính đông. Ở phương vị này trong nhà hay nơi làm việc, bản mệnh nên đặt tháp văn xương hay cây xanh để giúp cho tinh thần làm việc được minh mẫn, sáng suốt, tránh bớt những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi thân âm lịch về phương diện tài lộc. Tử Vi tháng nhận thấy, công việc không được suôn sẻ như mong muốn nhưng bù lại tình hình tài chính của người tuổi thân trong tháng 10 năm 2020 âm lịch lại khá sáng. Đây quả là niềm an ủi rất lớn với bạn. Chính tài là các thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Tiền hết lại có, bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn từ vận trình, bạn kiếm được khoản thù lao đáng ngưỡng mộ các thần sẽ trợ giúp nhiều hơn cho người theo đường kinh doanh việc buôn bán hanh thông bản mệnh có một tháng thu nhập khởi sắc túi tiền lúc nào cũng rùng rỉnh một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời việc kinh doanh đúng hướng như càng khẳng định lựa chọn bạn đầu của bạn là đúng đắn nhờ vậy con giáp này càng có thêm động lực để cố gắng nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu tài lộc ùn ùn đổ về nhà ngoài ra tháng này có thái âm cắt tinh nhập mệnh trong tháng này quý nhân của những chú khỉ phần lớn là nữ mệnh hãy chú ý điều này chỉ có điều vì cục diện tương hại vẫn có thể tác động từ xa nhắc nhở tuổi thân làm gì cũng cẩn trọng quản lý túi tiền thật chặt đề phòng bị mất trộm kẻ tiểu nhân lừa gạt lại thêm các chi phí phát sinh cũng không ít vì thế nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi con giáp này cần phải biết xem xét tình hình để chi tiêu khoa học để tích lũy khoản dự phòng dùng cho các tình huống cấp bách. Tử vi tuổi thân tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Cùng với tài lộc, tình duyên cũng là một điểm sáng phải kể đến trong tháng đinh hợi của người tuổi thân. Có nguyệt lệnh lâm, mộc dục chiếu rọi, vận đào hoa của những chú khỉ khởi vượng, rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là người độc thân nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý nhân duyên khác giới ngày càng rộng mở các bạn độc thân chủ động tham gia các hoạt động tập thể tiệc tùng cơ hội gặp đối tượng ưng ý rất nhiều tuy nhiên mọi chuyện nên diễn ra theo đúng tuần tự bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc tuy nhiên với các cặp đôi đào hoa quá vượng lại có thể phản tác dụng trở thành đào hoa xấu gây tổn hại tới mối quan hệ của bạn và nửa kia nhất là khi con giáp này vốn rất hòa đồng nhiệt tình thích giúp đỡ người khác nên có rất nhiều mối quan hệ chính điều này có thể khiến mệnh chủ dễ bị vướng vào những mối quan hệ phức tạp ảnh hưởng hạnh phúc gia đình kể cả trường hợp bản thân bạn không có suy nghĩ ngoài luồng nhưng liên tục bị người khác theo đuổi cám dỗ quá lớn sớm muộn gì không tỉnh táo sẽ xa ngã thôi cho nên hãy giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới để tránh tự tay phá hủy hạnh phúc của mình bạn nhé Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi thân âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi thân âm lịch, phương diện sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại, chú ý lái xe cẩn thận tránh tai nạn xe cộ là được. Tuy nhiên, áp lực và khối lượng công việc tăng lên về lâu dài có thể gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể bạn. Triệu chứng thường thấy nhất là mất ngủ, đau đầu do căng thẳng kéo dài, dụng tóc, ăn uống kém ngon, nên tìm cách cân bằng và giải tỏa tâm lý càng sớm càng tốt. Ngoài ra, thời tiết mùa thu dễ gây ra các bệnh đường hô hấp như viêm phổi mạn tính, hò hắng kéo dài, viêm phế quản. Bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh cho phổi. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi thân. Nhâm thân, kim, 24 nam vân hớn, nữ la hầu tháng này có biến chuyển và trong chiều hướng tốt đẹp trong mưu sự, tuy nhiên chớ nên manh động thực hiện việc mới kẻo thất bại, trong tình cảm cũng chớ tin người sẽ gặp ưu phiền. Nữ mạng tuy có tiểu nhân dòm ngó nhưng nhờ âm phù dương trợ mà tai ếch sẽ qua khỏi, tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ. Tài lộc hanh thông, công việc tốt đẹp thành công như ý. Canh thân, mộc, 36 nam mộc đức, nữ thủy diệu tháng này công việc, tài lộc đều đã thuận lợi tốt đẹp, có chuyển biến về tiền bạc đã như ý, tình cảm có tin vui. Nữ mạng trong mưu sự vận hãy còn xấu, chớ nên khoa trương tự mãn trong công việc, về tiền bạc đến tay như mong đợi, tình cảm gia đạo an vui. Thận trọng trong giao tiếp để tránh tiếng thị phi. Mậu thân, thỏ, 48 nam thủy diệu, nữ mộc đức tháng này có biến động về cát hung, nên mọi mưu sự gặp may mắn đạt kết quả như mong đợi, nếu có thay đổi nên thực hiện chớ manh động đầu tư việc lớn, tài lộc đến tay. Nữ mạng đã hết lo lắng trong công việc và tiền bạc. Tình cảm vui vẻ và có hoạnh tài. Nên làm việc cũ sẽ mang đến nhiều may mắn. Bính thân, hỏa, 60 nam vân hớn, nữ la hầu. Tháng xấu nên trong mưu sự gặp chắc trở bế tắc, tài lộc không như ý, để phòng giấy tờ và vật có giá và tránh manh động tin dùng người. Nữ mạng trong mưu sự chưa có cơ hội thực hiện theo dự tính, còn có tiểu nhân tranh phản chớ đa đoan, tự mãn. Tiền bạc không như ý. Cẩn thận với bệnh tật không nên để kéo dài. Giáp thân, thủy, 72 nam mộc đức, nữ thủy diệu tháng này tuy có chuyển biến về kết hôn nhưng trong các dự tính không gặp thuận lợi nhất là về công việc và tài lộc gia đạo vui buồn lẫn lộn nữ mạng mệnh vận chưa thông nên các dự tính mưu cầu về tiền bạc không như ý gia đạo tuy an khang nhưng luôn gặp ưu phiền thận trọng về bệnh tật cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân một bính thân hỏa nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết vận khí thăng trầm tinh thần bất ổn lo nhiều hơn vui quý nhân thìn mùi Tiểu nhân, tỵ hợi, màu sắc may mắn, đen, vàng. 2. Mậu thân, thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi thân âm lịch, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh nội bộ, cạnh tranh không lành mạnh. Quý nhân, ngọ, tuất. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 3. Canh thân, mộc, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết, tài lộc dư giả, kinh doanh buôn bán thu về nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Quý nhân, tỵ, mùi. Tiểu nhân, dậu, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Nhâm thân, kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, đào hoa khởi vượng, các mối quan hệ xã giao được mở rộng. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 5. Giáp thân, thủy, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc khoa học quý nhân thìn ngọ tiểu nhân mùi tuất màu sắc may mắn đen đỏ cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại